Các em cứ tự tin nghiên cứu và trình bày ý tưởng với thầy nha. Thầy tin ý tưởng nào hay thì thầy và nhà trường sẽ kết nối với doanh nghiệp. Tuy chúng ta là mới vào năm 2 thôi, nhưng mà sau khi đi thực tập tại doanh nghiệp thì thầy tin tất cả các em sẽ làm được. Dạ, tụi em cứ cố gắng hết sức thầy ạ. Bí quá, không nghĩ được gì hết á. Bây giờ cứ xách xe chạy tới chạy lui bên trường lấy ý tưởng mà không có ý tưởng hao xăng chết đi được. Ê tụi bay, sao tự nhiên mình không chịu ngồi lại làm một chiếc xe chạy bằng điện đỡ hao xăng mày? Bảo vệ môi trường. Ý, tao có ý tưởng về một chiếc xe hơi rồi. Trời lớn luôn đi nào. Chơi thử. Wow, cái mẫu xe tụi mình làm ưng ý quá tụi bay ơi. Cái kính nó sành điệu quá nha. Đặc biệt nha, chống đạn. Ồ, mu chân mà chống đạn. Mu chân chống đạn. Trong đây có bộ điều khiển, khi mà bật lên á là cái mu nó sẽ bật lên. À, chống đạn. À, cái mu chống đạn. Ừ, nhưng mà cái kiến sẽ thay bằng lớp kiến thường, không chống đạn. Có nghĩa là khi mà bật cái mu lên thì sẽ chống đạn xung quanh. Đúng. Chỉ bắn chính diện mới chết. Đúng. Và đặc biệt, nếu muốn giết tài xế chỉ có nước là bắn từ bốn phía. Đúng rồi, tốn đạn chứ là tốn nhân lực lắm. Không ai làm gì đâu. Ủa Phương, hồi nãy mày kêu tao thêm gai vô bánh xe là sao? Để chống đinh, bởi vì tao có thiết kế thêm cái hộp rải đinh nó chứa ở đầu xe này nè. Là mày thiết kế cái hộp rải đinh cho cái bánh chống đinh? Đúng rồi. Hay quá Phương ơi. Mình bán là phải bán, nổi tiếng. Bán cho hãng nổi tiếng dạng như Mercedes hay Lamborghini được. Được, được, được. Tao có thiết kế cái cửa này nữa nè. Riêng cái cửa này là tao thiết kế là ra vô thoải mái, không bao giờ sợ té. Trời ưng ý quá. Mày vẽ cái quái quỷ gì vậy thôi? Xe đồ chơi hả? Tụi bay nói vậy, tụi bay cũng có phần hùn trong đây mà. Cái gì? Cái này là ý tưởng của mày mà. Thì đó, tao là có phụ họa thêm về cái hộp chứa đinh này thôi, còn toàn bộ thiết kế này của mày đó. Tao chỉ định hướng đi cho mày gửi vô hãng nào thôi, chứ tao đâu có vẽ cái gì đâu, không một dấu bút chì của tao. Ôi nào là ý tưởng độc đáo, độc nhất vô nhị. Cái cửa này khác với bộ. Tuy là nó giống hình ảnh thôi nhưng mà nó dễ ra vô lắm, không có bị té. Nó khác, nó độc nhất vô nhị chỗ đó. Làm gì mày chạy qua tới hàng xóm lận? Gì vậy? Ba cái xe này thiết kế gì hả ngu? Xe con nít mà để cái cửa vậy? Về con, bỏ xe đi. Mà mệt quá, không làm nữa đâu, suy nghĩ không được. Đói quá, không làm được. Rồi, để tôi vô lấy mấy ổ bánh mì, có thật mới giật được đạo. Mẹ gọi. Không nghe mẹ ơi. Thái ơi, chắc tháng này mẹ không gửi tiền lên cho con được nha. Mẹ phải để dành tiền lo đưa ba con vô bệnh viện rồi. Ba con lúc này ổng ho nhiều lắm. Dạ, không sao đâu mẹ. Mẹ lo cho ba đi, con còn tiền đây mà. Ăn mày, đưa cho con. Gì buồn à? Không có gì. Ê tụi bay, cơ hội khởi nghiệp từ hội làm giàu với sự hướng nghiệp của các CEO công ty một mảnh đất, khóa học giúp bạn có được kỹ năng đạt được doanh thu hàng tỷ đồng trong một tháng với mức học phí chỉ 5 triệu đồng. Mắc quá, tiền đâu học. Ê đây này nè, ưu tiên 10 bạn đến trước giảm 50%. Và đi vào đó chỉ cần nhập cái code bạn anh tỷ phú đẹp trai giảm đi 10% nữa. Trời, code mà phát rộng rãi thật. Với mức học phí như vậy, bạn sẽ được đổi lại hàng tỷ đồng. Có nên hay không? Welcome to hội làm giàu. Có nên hay không? Xin chào ông Zach, ông có thể chia sẻ về câu chuyện để trở thành tỷ phú của mình không ạ? Hồi đó tôi cũng khổ như các bạn vậy đó. Nhưng mà từ mảnh đất khô cằn đó, tôi trồng duy nhất một cây táo. Bởi vì đâu có đủ tiền đâu mà mua nhiều cây. Sau cái mùa đó tôi thu hoạch, nhân giống cây lên, trồng kín cả khu vườn. Nhưng mà trời không chiều lòng người, bão tới cuốn phăng hết tất cả những kế hoạch ban đầu của tôi. Thất bại, buồn lắm.
Nhưng mà không sao, thua keo này mình bài keo khác, tôi chuyển qua làm gì? Chăn nuôi gà. Sao bạn? Anh ơi, tại sao mình không chăn nuôi heo ? Bởi vì tôi cũng đủ tiền mua một con heo, chỉ đủ tiền mua một con gà thôi. Và lại một lần nữa, ông trời cũng lại không thương tôi. Dịch cúm, đàn gà chết sạch, buồn quá. Vô nhà nằm gác tay lên đầu suy nghĩ mình phải làm gì đây. Thì Bảo lại kéo tới, cũng bay đi nóc nhà. Cứ nghĩ là cuộc đời mình sẽ bế tắc, không biết làm gì hết. Nhưng cũng nghĩ ra một điều, bán đất đó. Và bây giờ tôi thành tỷ phú. Ủa sao mình không bán đất từ đầu luôn, chăn nuôi chi, trồng trọt chi cho nó cực vậy anh? Tôi nghĩ là cái thời điểm lúc đó đất chưa có giá. Ủa, mà anh ơi, rồi rốt cuộc nãy giờ anh chia sẻ cái bài học làm giàu là cái bài học gì anh? Ý tôi muốn nói là hay không bằng hên. Dồn một đống tiền vô đây học, nghe ông nói tào lao. Đi vào vỗ tay nữa, lao thiệt. Đấy, mọi người thấy ý tưởng chuyện tranh của tôi thế nào? Tôi thấy nó mất thời gian với lại mình chưa có kinh nghiệm á. Thấy sao vậy anh Phương? Ồ, các em đang gặp vấn đề gì vậy? Dạ thưa thầy, tụi em đang có một chút bất đồng quan điểm thầy. Đấy, ba bạn nam, mình thế mạnh về thiết kế công nghệ thì mình cứ theo thôi. Thủy muốn làm truyện tranh đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi, thầy sẽ hướng dẫn em. Dạ em cảm ơn thầy. Tất cả mọi người đã lắng nghe thuyết trình về cái bài sản phẩm điện thoại thông minh iPad, một điện thoại thông minh cho tương lai ạ. Dự án của em rất hay và rất là sáng tạo. Em cho thầy hỏi một câu là cái dự án của em là do chính em làm hay là em làm với bất kỳ ai khác? Dạ thưa ban giám hiệu, chủ doanh nghiệp, đây là một cái đồ án tự một mình em làm và trình bày ạ. Chúng tôi thấy rất là thích thú với dự án của cậu. Nếu chúng tôi đầu tư vào dự án của cậu thì cậu thấy sao? Nếu mà các nhà doanh nghiệp đã chịu mở lời đầu tư vào dự án của em thì còn gì tuyệt vời hơn ạ. Em đồng ý ạ. Dạ chào sếp ạ. Ừ. Xe của sếp đã chuẩn bị xong rồi. Google là một đối tác khó tính, chúng ta cần phải kỹ lưỡng. Dạ vâng ạ. Chuẩn bị vé cho tôi. Vâng thưa sếp. Anh ơi. Chào anh. Anh sửa giùm em cái điện thoại ơi. Bị gì anh? Camera đang thui à. Camera đang thui hả? Anh sửa được không anh? Được anh, này sửa được. Nhanh không anh? Chắc cũng 5-10 giây gì đó. Anh mai mốt mà mình xài anh chú ý để cái ốp với lưng điện thoại đúng chiều á để thôi nó che camera lại anh. Dạ giờ được anh. Bao nhiêu vậy anh?
Nhưng lo cái này khỏi lấy tiền cũng được. Tại sáng sớm anh mở hàng gì là cũng quý lắm rồi. Anh đi tốc độ vô cái đi. Cảm ơn. Dạ chào sếp. Có chuyện gì vậy? Cái lô hàng của mình á không thể xuất kho được rồi. Cô nói gì? Tại sao lại vậy? Bị lỗi khâu thiết kế á, không có đạt tiêu chuẩn nên không xuất kho được ạ. Thôi được rồi. Cô để từ từ tôi tính. Tôi nghĩ là việc này không thể để từ từ được sếp ơi. Nếu mà trễ á mình sẽ bị đền hợp đồng á. Thôi cô ra đi. Mẹ nói gì? Ba con mới mất sáng nay trong bệnh viện rồi con ơi. Dạ, dạ rồi. Dạ, mẹ bình tĩnh nha. Đây, con về, em về. Con về liền, con về liền. Sếp ơi. Hả? Cảnh sát kinh tế đang đợi sếp bên ngoài á. Tình hình có vẻ căng rồi sếp ơi. Alo. Mày nói sao? Hồi bữa tao dán xe mày đẹp quá, giờ đem nguyên xe dòng họ mày lo cho tao dán luôn hả? Không được nha, tại có mình tao à. Thôi nói gì đem qua từng ngày một đi. Sáng chiều mỗi ngày hai chiếc nha. Rồi rồi rồi, rồi. Không ai cạnh tranh với đại ca nữa đâu. Đứng im, bị phí xúc, giơ tay nào. Anh bị bắt vì tình nghi giết người có ý định tự tử. Dạ sếp ơi, anh vô thất bại rồi. Dạ. Vinh, nhìn đi Vinh. Bác sĩ, bạn tôi sao bác sĩ? Mong gia đình bình tĩnh khi nghe tin này. Chúng tôi xin thông báo, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhờ vậy mà cứu sống được bệnh nhân. Con. Bình tĩnh đi. Bác chưa nghe người nhà bệnh nhân chữa thời lúc nào không? Hồi đi. Tôi nói bác sĩ nghe nè. Trong cái trường hợp này là không được phép nói câu đó nghe chưa? Bình tĩnh đi. Ủa không cố gắng hết sức sao cứu được bệnh nhân? Nhưng mà thường là người ta không có dùng câu đó. Dùng câu đó là chết rồi. Bây giờ quan trọng là bạn tôi còn sống đúng không? Còn. À vậy đi. Còn một tin tôi muốn báo tới gia đình. Mong gia đình bệnh nhân bình tĩnh khi nghe tin này. Không, ảnh đập đầu mạnh quá. Cái dây thần kinh giác mạc có vấn đề, có thể bị mù hoặc chuẩn bị gì đó. Nói gì nói thẳng rồi gì đi. Bị mù thôi đúng không? Không. Là bị mù. Còn cứu được nhưng mà bị mù hả? Còn sống mà có thể bị mù. Có thể.
Bác sĩ à, đôi mắt của bạn tôi không còn cách nào chữa hết không? Bao nhiêu phần trăm là đôi mắt bạn tôi bị mù vậy bác sĩ? 99%. Thái. Thái. Ủa, Vinh, Phương, sao hai anh bay ở đây vậy? Thấy rồi bà, 1% đó là do tài năng của tôi. Đó, đâu phải lúc nào theo phương pháp là cũng thành công đâu. Hồi nãy nhớ hai anh dây đồng thòng không? Đâu biết nói sao rồi nói chéo lại với nhau luôn. Rồi vậy mà thành công. Giờ nhìn cũng như không nhìn, mà không nhìn cũng như nhìn nha. Nhiều khi nhìn rõ hơn bình thường. Biết sao không? Là hồi xưa làm thợ điện. Thợ điện với thần kinh liên quan nhau lắm. Tại biết thần kinh bị nhiệt điện nhiều lắm. Chúc mừng bác sĩ, ca phẫu thuật đã thành công xuất sắc. Cuối năm nay nha, bác sĩ sẽ lên được trưởng khoa đó. Ui, bác sĩ mà được lên trưởng khoa thì tụi mình sẽ lên làm bác sĩ. Chưa có tiền, chưa có tiền. Ba đồng quỷ. Phương, vô thăm tao tôi vui lắm mà mở đèn đi chứ tới hôi. Tao nghe giọng rồi không thấy mặt hai anh bay. Mở đèn đi chứ. Sao sống là mọi người. Vậy còn chức trưởng khoa sao bác sĩ? Chưa bị đủ là mừng rồi. Ê, Vinh Phương, mở đèn cho tao đi chứ. Tối quá. Thái à, mày bình tĩnh lại nha. Tụi tao nói mày đừng buồn nha Thái. Thực sự trong phòng nãy giờ không có tắt đèn. Ủa, ý là tao... Đầu mày bị chấn thương nặng, ảnh hưởng đến dây thần kinh thị giác. Bác sĩ nói là 99% là mày không còn nhìn thấy nữa. Không. Bình tĩnh, Thái. Tao không mù được đâu. Bác sĩ nói với tao là vẫn còn cách giải quyết nha Thái. Nhưng mà bây giờ hiện tại sức khỏe của mày không được khỏe, cho nên cần phải hồi phục một thời gian. Sau khi khỏe hẳn á thì sẽ tiến hành ca phẫu thuật để giúp mày có thể nhìn thấy lại. Đúng rồi đó. Nhiệm vụ bây giờ là phải cố gắng khỏe lại để thực hiện ca phẫu thuật. Dù 1% mình cũng phải hy vọng, biết chưa? Tụi tao luôn ở bên mày mà. Yên tâm đi. Mạnh mẽ lên đàn ông, đau có chút xíu mà khóc cái gì. Tao không phải khóc vì tao mù. Tao khóc vì tao là thằng khốn nạn, chó đẻ. Gì? Mà tới lúc mà tao khốn nạn, khốn khổ, những thằng tao bỏ lại ở bên tao, chăm sóc cho tao, tao không có xứng đáng đâu, tụi mày về đi. Mày khờ quá, đừng nghĩ như vậy. Tụi tao cũng thương động vật mà. Mày nói gì kỳ vậy Phương? Con chó ngoài đường bị thương tụi tao cũng cứu mà, yên tâm đi. Thôi, ráng đi. Rồi khỏe khỏe rồi tụi tao ký giấy cho xuất viện nha. Giờ tao mới biết mù khóc có nước mắt, tưởng mù khóc có nước mắt. Giờ phút này còn chớn. Ráng về nhà nghỉ mấy hôm đi, chừng nào khỏe rồi lên cho bác sĩ phẫu thuật. Sao bảo vệ quen quen ta? Bệnh viện này mà bảo vệ với bác sĩ giống nhau quá trời. Rồi gần tới nhà nè. Ồ, gần về tới rồi hả? Cẩn thận đó. Nhớ trước nhà có dấu không? Có cái dấu ở nhà, có cái dấu. Tao biết rồi. Được. Ê, coi chừng cái này. Ủa, sao hôm nay nhà tao đâu có thí xe hơi vậy ta? Xe bắt chó mà. Chó mày đặt hôm nay đi lòng vòng qua nhà tao để xe nó tới nó bắt. Không phải bắt chó dần thịt, bắt chó về bỏ nọc phôi giống. À, mà đưa tao vô. Ủa, chó sủa hả? Không có gì đâu. Ê, tao cột vài cái, dắt vô. Vô trong đi. Quan trọng hai chó đó. Nó đuôi rồi. Đi đâu thì đi hút mắt đi. Hút mắt của tụi tao luôn. Tao đi em. Vô đây nè. Đây bộ bàn ghế của mày bên quẹo phải. Đây. Vô đó cái bàn thờ. Ok. Đây nè, đó rồi, ngồi xuống. Cảm ơn tụi mày nha. Lấy nước cho nó uống đi. Vâng.
sẵn tiện kêu bạn gái tao ra giùm luôn. Mấy bữa nay nó không có biết tao bị bệnh. Nãy giờ không thấy bạn gái mày ở đâu trơn á. Ủa? Ê, Thế ơi. Hả? Có tờ giấy gì trên bàn nè. Giấy hả? Đọc giùm tao đi. Anh ơi, em đi về quê có việc gấp. Tại má em bị bệnh, em phải về lo cho má em. Khi nào má em hết bệnh em mới lên được. Nhớ anh nhiều lắm. Trời con bé, ở đây buồn quá. Mẹ nhà bệnh thì về nhà thăm mẹ thôi. Vài bữa nó lên nè. Thôi tụi bay về đi, còn công việc nữa. Chứ mấy bữa nay tao làm phiền tụi bay. Tao biết là ngày xưa tao chó đẻ, tao khốn nạn, tao không có dám nhận ơn tụi mày nữa đâu. Tụi mày về đi, kệ tao. Mày nói gì kỳ vậy Thái? Về đi. Bạn bè anh em biết bao nhiêu lâu nay, mày không biết tính tụi tao hay sao? Nghĩ sao mà tụi tao ở lại đây với mày? Tụi tao còn công việc của tụi tao nữa mà. Thôi đi về đi. Ừ, đừng nói nhiều nữa. Ui da, đúng là mù, không làm được gì hết, ở một mình nữa chứ. Ui da, xém đứt tay luôn, chắc là máu nhiều lắm. Thằng này nó điếm thúi mà từ lúc nó bình thường cho tới lúc nó mù mà nó còn điếm thúi luôn á. Chỉ là tao muốn tụi bay ở lại đây với tao thôi mà. Thôi được rồi, tính của tao thì cũng thương yêu động vật. Mày nói gì vậy Phương? Thì nãy mày nói mày sống chó mà, thì mấy con chó nhà tao cũng nuôi, cũng cho nó ăn, cũng chăm sóc nó. Chó lúc nào cũng xỉ xói tao hết á. Mày sủa một tiếng đi rồi tao lại chăm sóc mày. Gâu. Thôi vậy đi. Thôi má mẹ. Gọt cái cây cho tao ăn đi ấy. Không có chĩa dao vô người tao nha. Dao có cô hồn cho nên tao biết cái mùi dông, chứ không phải là tao thấy đâu. Đừng sao sao tụi tao nữa nha mày. Ê, sẵn tiện coi giùm tao hôm nay ngày mấy. À đúng rồi, nó mù rồi đâu biết coi ngày. Hợp lý, nay ngày 18. Chết cha, bảo tới. Đó, bà chủ nhà tới chắc luôn. Chị chào Thái. Dạ, chào em. Chào hai em. Dạ, em chào chị Diễu nha. Mày không có đuôi, mày không có đuôi. Sao mày thấy bà? Thì ngày 18 nè, bà không tới đây lấy tiền nhà. Ừ, chị tới chị thu tiền nhà mà. Đó, thấy chưa? Tôi nhức đầu mấy cái vụ đuôi mù này quá. Tôi vô tao tắm này nguyên ngày nay nóng lắm rồi. À, Vinh, mày tính giùm tao đi, có gì tao đưa mày lại. Tiền tao để ở trong nhà rồi. À, chị ơi, gia đình mình đang có chuyện buồn á chị. Không mấy bữa khác chị ghé được không? Có 2-3 ngày nữa tụi em đưa liền chị. 2-3 ngày nha. Mỗi tháng đâu có lý do rồi đâu. Sau nay tự nhiên có lý do vậy ta. Thái ơi, nhà hết nước đây ơi. À, hết nước thì đi ra ngoài trước á. Ở ngoài trước có. Dạo này hay bị cúp nước lắm. Trách việc thiệt chứ, trời ơi. Quên lấy bàn chải đánh răng rồi. Vinh, mày đừng có giận tao nữa nha mày. Ôi giận gì ơi, quên hết rồi. Vậy nếu quên hết dẫn tao đi đái đi. Mắt vệ sinh quá. Mù mà, hương tao đi. Tới chưa? Rồi, vô đây. À, đứng đây đi, tao tự vô được rồi. Ok, coi cái cửa nha, coi chừng cái cửa. Thôi Di. Ê nè. Hả? Di. Nãy mày đi đái có dội cầu không? Ờ, chết cha. Tao quên. Mày có dội giùm tao chưa? Tao nghĩ hồi nãy mày cũng không phải đái vô cầu nữa.
Nãy giờ chứ đâu, hồi nãy tao nghe tiếng nước của tao vô nước của bồn cầu rõ ràng. Mày súc miệng chưa? Chưa. Thôi, tao dẫn mày đi vô súc miệng nha, nước tưởng sẵn trong á. Ê, có nước rồi. Hay quá, có nước rồi, để có tao có nước rồi, không cần phải uống nước giếng nữa. Vậy để mày dẫn tao vô đánh răng đi. Ừ, nước nãy Phương hướng á, nhiều khi nó có hàng để dành dội cầu. Dạ, đi vô đánh răng, đi vô nha. À, ok. Ê, giờ đây khuya rồi, đâu mày muốn lấy gì? Yên tâm đi, tiền tao để dưới gối đó. Cứ lấy mà dùng, đóng tiền viện phí rồi đóng tiền nhà. Bây giờ tao mù có 2.700 chăm sóc thôi. Có gì đâu mà ngại. Mày cứ việc lấy tiền ở dưới gối đó, trong phòng tao đó, mà giữ đi, có gì chi tiêu. Vinh nè. Ủa, mày là Vinh mà. Dạo này hơi ốm đó, ngồi xuống đây nói chuyện với tao. Mày biết không, ngồi đây đi. Tao biết tụi mày giận tao lắm. Ngày xưa đó, tao sống chó với tụi mày. Nhưng mà mày biết không, đến lúc mà tao mù là như vậy nè, ai ở bên tao chỉ có mày với thằng Phương thôi. Cho nên á, tiền bạc cứ giữ lấy, không có vấn đề gì hết. Tao lo được. Tao muốn nói cho mày biết nỗi lòng của tao, mày hiểu không? Nói chuyện với ai ngoại thầy? Ủa mày hả Vinh? Ủa gì này Phương? Nếu thằng Phương thì dạo này hơi béo. Quay quay, không phải Phương. Vinh, Vinh ở đây. Ăn chậm. Ăn chậm à, tha cho em đi, em có hoàn cảnh mà. Nói hoàn cảnh gì nói. Ba em bị mù, ba em phá sản. Có tội không? Đi liền đi. Độc cảm mà. Nhớ nha Hoàng Lương nha, đừng làm nghề xấu nữa. Đi đây. Tội nghiệp. Thôi vô ngủ đi. Sẵn tiện ở đây, Vinh nè, tao muốn nói chuyện với mày. Hồi nãy tao tâm sự với thằng ông trộm không à. Mày biết không? Ê, chịu khó ngồi nhà mình nha. Tao đi chạy ra chợ mua đồ về ăn. Đi. Vô nhà đi em, nhà không có ai hết trơn á. Về hả Vương? Thằng Vinh á, nó đi nó đi. Ê, anh làm gì vậy? Ê, Phương. Tao đây nè, tao đứng nè, đứng đây nè. Ê, mày đừng có thấy tao mù mà mày chơi chữ đó dắt gái về nhà làm bậy bạ trong nhà nha. Gái cái gì? Đây là bạn gái của tao, người yêu của tao. Thôi lần trước mày cũng nói bạn gái, cái mày xong xuôi cái mày trả tiền 500 triệu gì đó. Cái mày kêu là nè, anh gửi thêm tại em làm tốt lắm. Em tỉnh đi, mày nói bậy bạ gì vậy? Cái đó là shipper, người ta giao đúng thời gian quá, tao thấy thương, tao cho tiền thêm. Shipper gì, ship trong phòng còn ú nữa. Mày thấy gì? Tao thấy mày câm luôn thì tốt hơn đó. Mày. Mù không chưa chịu hả? Bạn gái thiệt hả? Bạn gái tao. Thiệt không em? Dạ thiệt. Đâu anh gờ đi. Tin mày lần này á, tôi vô lấy nước cho bạn uống đi chứ để nó ngồi ở đây. Rất việc thiệt. Chào em. Chào anh. Em dễ thương đó. Anh thấy em đẹp đó. Ủa, anh mới nói gì? Anh thấy em đẹp. Anh thấy đường hả? Đâu, anh khen tao quán tính phép lịch sự. Anh khen cho em vui vậy mà. Với lại mai mốt qua nhà bạn trai chơi, mình mặc áo lịch sự một chút. Chứ mặc áo sách nách nó không tốt lắm. Em hiểu không? Nó gợi cảm quá. Anh nói anh không thấy đường mà. Đâu, tại anh ngửi thấy mùi. Nó thoang thoảng ở đây nè. Gió nó từ đó qua đây đó. Cái anh đoán em mặc áo sách nách. Tại nó không có vực ngăn cản em hiểu không? Dạ. Em với Phương quen lâu chưa? Dạ cũng được 1 năm rồi. Quen 1 năm là anh bảo đảm với em là bền nha. Tại cái tính Phương á, cái gu của nó anh biết. Nó mà quen mấy đứa nào mà đẹp á là nó quen lâu. Còn mấy đứa nào mà vừa xấu nè, vừa lùng, vừa đen, mà vừa ốm, mà lép nữa là nó bỏ liền. Hồi đó giờ anh nhớ là cũng 7-8 đứa nó chơi qua đường không à. Đen đen lùng lùng là một lớp nhạc. Em là có phước lắm á.
Nãy giờ có nói xấu gì tao đâu mày. Mày có gì đâu mà xấu. Tao nói tốt cho mày không á chứ. Hay lắm. Có gì chứ. Em yên tâm đi, nó mù nên không thấy hết, từ từ rồi em cũng quen thôi à. Nha. Cứ gì thoải mái đi. Anh không có thấy đường, cho nên là cứ coi như là anh là người vô hình, hiểu không? Hai người cứ làm gì làm, anh có thấy gì đâu mà sợ. Như người vô hình á. Mày bỏ cái trò đó được thấy cái mỏ mày làm cái gì vậy? Tao ném thuốc mà, tao thấy đường đâu. Mày cứ tao lao. Thoải mái đi. Thôi anh ơi, em không tin là ông này không thấy đường đâu. Anh không thấy đường thiệt mà. Ông làm tâm lý em hồi hộp quá, em không làm được gì đó. Trời ơi, thôi nếu mà vậy thì thôi dẫn nhau vô phòng đi, cho thoải mái, tự do. Gái thì không được nhưng mà bạn gái được, nhất là người quen lâu như vậy. Ừ. Cảm ơn mày nha. Cứ thoải mái, không sao hết. Làm cái gì vậy thầy? Dạ. Tôi đi đây. Trời ơi, Hồng này đâu phải Hồng Duy Trinh đấy ơi. Bạn gái tao chưa kịp thấy của tao là thấy của mày luôn rồi đó. Sao vô ghi em nha, anh vô ý quá. Cái cửa toilet kế bên mày luôn, quẹo trái là tới rồi thầy ơi. Ok. Tiếp đi. Trời ơi thầy ơi, chưa ra khỏi phòng tao luôn thầy ơi. Ủa tủ đầu à? Sorry. Giúp đỡ cái bạn ơi. Quá bẩn quá. Tốc độ đi nào. Thoải mái, tao đuôi mà, từ từ mới thấy được. Trời khổ thiệt chứ. Trời ơi, chưa ra khỏi phòng ba ơi. Tao giỡn cái này. Đôi mắt như vàng nồng ấm. Hết hứng rồi, giờ đi coi phim đi. Tao mốt, đừng có dẫn tôi về nhà anh nữa nha. Ủa, dài hả mày? Này tối ngày đi biết. Vinh ơi, Vinh. Mới giờ đi đâu nữa vậy? Ngồi chơi với tao một chút coi, Phương đi chơi với gái rồi. Là em nè. Ủa, Thủy hả em? Ngồi chơi, em lên sân báo anh biết. Để anh nói tụi nó chuẩn bị. Tội nghiệp, mấy nó ở đây với anh bữa giờ. Giờ em về rồi thì để nói tụi nó về còn mừng việc. À em nè, cái đám cưới của mình á, anh thì bị vậy nè, anh nghĩ là phải về lại thôi. Anh bình phục thì mình làm đám cưới nha em nha. Anh thôi đi được không? Thôi cái gì? Anh nhìn lại bản thân anh đi. Bây giờ anh có cái gì? Công ty thì phá sản, anh thì nghèo. Bây giờ mắt lại còn mù nữa chứ. Anh lấy cái gì để nuôi em? Rồi anh cũng bình phục mà thấy. Bình phục à? Biết đến chừng nào? Với lại bây giờ tôi cũng có cuộc sống mới rồi. Mong anh từ nay về sau đừng bao giờ làm phiền tôi nữa. Thì mù mà. Anh hiểu. Ủa gì? Vậy em về đây làm chi nữa? Tôi về để lấy ít đồ còn sót lại thôi. Anh nghỉ đi. Em làm cái gì nãy giờ lâu quá vậy? Anh đợi ngoài xe. Em xong rồi, mình đi đi. À, thằng này là cái thằng mù bạn chơi cũ của em phải không? Nè. Vụ gì vậy? Vụ gì ở nhà tôi à? Ủa hôm bữa nói nín được nín luôn, đi chỗ khác mà. Tôi chỉ về lấy ít đồ còn sót lại thôi mà. Đi đi anh. À, hai cái thằng này là hai cái thằng bạn của thằng mù này chứ gì? Gì mày, nói gì mày? Ê! Mày á, đụng tao thì được, chứ đụng bạn tao tao chơi tao quay luôn á. Ok, hiểu rồi Thái ơi, bình tĩnh. Nãy mày á nha Phương. Hiểu rồi. Rách việc. Mày láo cá mày, mày đâu? Rồi. Đừng chỉ nữa. Không sao Thái, không sao. Mày...
lắm thầy ơi. Bỏ đi bỏ đi. Tao mù à, tao sợ gì? Bự cái nào bự tao cũng chơi hết á. Mày chửi lại tiếng nữa ơi. Thôi 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 được, không có gì đâu ấy ơi. Thôi đi 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 mày. Nói lại tiếng nữa cho tao coi. Hỏi nói đi đi. Mày ơi. Tao mà không mù tao quýnh trúng nó rồi đó. Không, hồi nãy có đánh trúng. Tối vừa, tao còn ngon lắm bụng. Mày lên gói trúng cái bụng tao, với mày đấm trúng cái mặt của Vinh kìa. Chết mày. Tao xin lỗi hai mày nha. Yên tâm đi, mốt tao sáng mắt tao kiếm tao quýnh nó cho coi. Thôi thôi thôi, sáng mắt cũng đánh không lại nữa đâu. Trời ơi, dáng vậy sáng mắt làm chuyện gì ý nghĩa hơn đi. Tự nhiên tao suy nghĩ lại, tao thấy tao sai quá. Giờ có nhớ trường, nhớ thầy cũng không có đi học được. Tụi bay nè, tao biết tao sai rồi. Ngày trước á, tao không có tham lam á, là chắc giờ công ty của tao chắc cũng ngon lành lắm. Có tụi bay hỗ trợ là tao mở luôn chi nhánh bên Mỹ á, chứ không phải là chuyện thường đâu. Dẹp kẻ cái giọng cười đi, nói tiệt á. Mà giờ không muốn đi học lại cũng có học được đâu. Phải đợi cái ca phẫu thuật thành công tao mới đi được. Thì mày cứ hy vọng đi. 1% cũng là hy vọng. Cố gắng đi, tụi tao luôn bên cạnh mày mà. Tao sáng mắt tao gặp tao liền á. Do chấn thương khá nặng nên mắt trái của bạn các anh chắc chắn là mù hẳn. Nhưng mà mắt phải thì khả năng sáng còn cao lắm. À, dạ, thôi có còn không, cảm ơn bác sĩ. Mở mắt ra thử đi thấy. Thấy ơi, thấy ơi. Bác sĩ, thầy bác sĩ bắt chéo dây thần kinh đúng không vậy? Lần trước bác sĩ kia bắt chéo dây thần kinh bị đuổi xuống bảo vệ rồi đó. Thì ra là ông ta. Bác sĩ cái kiểu gì mà dây thần kinh được quấn như cái màn nhện. Tôi tỉa bớt mới thấy đường được đó. Ôi trời, chê hoài trời. Nghĩ dây thần kinh mà tỉa hả? Hát cái sáng này rồi, hát cái sáng này rồi. Giờ có cách nào khắc phục bác sĩ? Thôi đem vô mổ lại đi. Ê! Mổ là sao? Mổ không? Không không? Không không? Mổ đi! Giờ sao bác sĩ? Không được rồi. Cậu đó nha, mày mốt làm sớm sớm đi. Tốn thuốc quá. Cái gì đây? Tao thấy rồi Phương. Ừ, tao thấy rồi kìa. Tao thấy rồi Vinh. Hay lắm. Cảm ơn bác sĩ nhiều. Sao à, tao thấy được có một con à. Trời, thấy được con là mừng rồi. Tao có quà xuất viện cho mày đó. Vậy hả? Dạ. Yeah. Thì tao đeo vô cho. Đó, hộp thời trang luôn đó. Chỉnh cho ngay nha. Đó. Mày yên tâm đi, mày không cô đơn đâu. Tụi tao luôn bên mày mà. Ơ thầy. Ủa thầy, em đi đâu đây? Dạ, chào thầy. Dạ, em thầy nhớ tụi em này. Ờ à, đây là Vinh này. Dạ. Phương. Dạ. Nhưng còn đây là ai? Em Thái là thầy. Thái. Thái. Dạ. Thái di động ở này. Dạ. Thái với mẫu điện thoại nổi tiếng đây đúng không? Dạ đúng rồi thầy. Dạ. Mà hết rồi. Nhưng mà hôm nay các em tới đây thì có vấn đề gì? À, tụi em đến đây để xin phép thầy cho tụi em được đi học lại được không thầy? Dạ. Được. Ủa thầy, nếu em sợ hồ sơ của tụi em... Hồ sơ của tụi em thì đang được bảo lưu trên trường. Ừ. Nếu các em quyết tâm đi học lại thì thầy sẽ nói với ban giám hiệu và tạo điều kiện hết sức cho các em. À, nhưng mà thầy ơi, nó giờ có một con mắt rồi đi học lại không thầy? Nhìn rõ đúng không? Dạ dạ rõ, một con thì rõ, chịu khó vậy thôi. Thì học lại có vấn đề gì đâu. Dạ. À, giới thiệu với các em, hiện tại thì trường mình đa ngành nghề hơn. Ví dụ như mình có thêm ngành quản trị khách sạn như vậy này. Đó. Đây là lớp học mô hình xe buýt mình dành cho ngành hướng dẫn viên du lịch. Dạ. Chứ kêu bác thầy lựa cái đường nào láng láng chạy thầy ơi. Đường này thấy ổ gà thầy. Thắng nè, thắng nè.
Vui là bầu vui. Bầu vui này. Cái bầu này là mình mô phỏng với xe buýt luôn hả thầy? Đúng rồi. Đi đi ra. Đồng hoa lấp lánh một tà áo tung bày. Đi ra. Em sang rồi gì đó. Nhưng mà Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi, Sài Gòn ơi. Đi ra đi ra. Đi ra. Cố lên nhé. Dạ dạ. Bị quá. Em muốn mồi. Há khi vợ ngu tao đuôi thiệt không mày? Ừ. Bộ thành độc nhãn long chết luôn á. À. Ê tụi bay. Gì? Tao có ý này. Tao cũng có một ý mà không biết có trùng ý với mày hay không. Viết chuyện tranh về siêu anh hùng. Bắt đầu đi. Chúc mừng các em đã hoàn thành bộ truyền tranh rất là xuất sắc. Đây là một đồ án tốt nghiệp được đánh giá rất là cao trong trường. Cao đẳng FPT tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, điều kiện tốt nghiệp trung học phổ thông. FPT Polytechnic, học nghề tốt, hốt việc làm. Đồ, xong, được chưa? Lên đây à? Lên đây à? Không, em một mắt em phải nhìn thấy rõ rồi. Tỉnh táo không? Đấy. Hả? Thảo luận rồi.
Có chích chích. Tao thấy ai đụng đụng vô tao tao tự chích. Có ông theo không? Cho y tá nói chuyện xong cái nét y tá không có cái kim. Về cái gì cái nét kim. Về hai đứa. Không. Dịch ra với tao. Nhưng mà có dướng gì không? Cứ lên. Rồi, em ngã cái này. Cái này văn không nổi đâu. Kiếm cái gì hai mặt vậy? Cắt. Những con bị thận khúc cuối vậy. Tập tự với học sinh. Anh đưa tôi động dây nịch như vậy. Rồi tôi biết tôi xiết vô sao luôn. Cái khác mình đắp qua luôn. Ngày sớm rồi. Cái này là cái xe chạy bằng điện. Cái kiểm xăng. Lấy tay lấy mặt tập trung rồi nọ luôn á. À. Đẹp, đẹp. Cái mâm này là. Đó chạy được rồi kìa. Nhúng á, đang chỉnh cái nhúng luôn mà. Nữa thế nữa. Ý Thái này giờ làm hết pin rồi. Cái này giờ khác bạn, cái cửa này là cửa dễ ra vào. Bị te. Trước nhà đi ra mới đứng ngược lại. Đó, cái này. Đó, cho mình. Vậy hả? Đò 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 mày ơi! Cái cái đò cái vàng. Cái tôn vải. Rồi kìa mà hết cái chưa bớt cái đầu nước xàm. Cắn miếng nè. Một hộp. Ờ. Ăn. Rồi đi hái nè. Ngon hơn mùi cá. Đây 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 đây. Hết hết thèm chưa. Chua quá. Ngọt như chè ăn tè một tháng. Mặt của vua kìa, mặt của vua đây kìa. Mày bỏ đi rồi, mày bỏ đi rồi. Mày bỏ đi rồi. Tôi gọt cho. Tôi gọt cho. Chị Giao nói bà là chủ nhà, xin tiền nhà, ghê quá. Nào anh thay bóp luôn. Đi. Nhúng nhúng nguyên cái đồ luôn ba, nó thấy quay dưới chân à. Ừ. Quên cái sao rồi. Nó không biết nước đá thì có được kiểm trì không. Sao nó